Kính chào quý khán giả đang theo dõi điểm tin an ninh trật tự của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Trước tiên mời quý vị cùng điểm qua những tin chính sau. Nâng cao cảnh giác với tội phạm sử dụng công nghệ cao Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy Thành phố Tây Ninh tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thưa quý vị thời gian qua không ít người dân đã bị lừa đảo bởi bọn tội phạm công nghệ cao thông qua nhiều thủ đoạn tinh vi để ngăn chặn tình trạng này lực lượng chức năng đã và đang đẩy mạnh công tác đấu tranh tuy nhiên điều quan trọng nhất là mỗi người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác thận trọng tránh bị sập bẫy của kẻ xấu bộ công an khuyến cáo người dân tự nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật và quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội không cung cấp những thông tin cá nhân địa chỉ số điện thoại số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân và lai lịch của người đó thận trọng ra soát và kiểm tra kỹ thông tin khi thực hiện các giao dịch điện tử và giao dịch trực tuyến Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm về ma túy thường xuyên rà soát khảo sát tình hình người nghiện và tội phạm về ma túy tại các địa bàn khu vực biên giới cửa khẩu các xã thị trấn trọng điểm về ma túy để kịp thời phối hợp đấu tranh triệt xóa trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện bắt giữ 131 vụ trên 306 đối tượng, thu giữ gần 5 kg ma túy các loại, tiến hành test nhanh 1.207 đối tượng, kết quả dương tính 617 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với tổng số tiền hơn 544 triệu đồng. Thời gian tới, công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo các cấp các ngành tham gia các giải pháp phòng chống ma túy, thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Chiều ngày 22 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2024 đến dự có đại tá Nguyễn Văn Trãi, giám đốc Công an tỉnh, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Văn Trãi, giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Công an thành phố tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp kéo giảm các loại tội phạm, số vụ tai nạn giao thông, cháy nổ, duy trì thực hiện hiệu quả xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị, phường ba không ba có, xã phường sạch về ma túy, thực hiện đạt mục tiêu bốn giảm. Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và yêu cầu ngành công an, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, thành viên ban chỉ đạo 138 thành phố, phường, xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quan tâm xây dựng, nhân rộng mô hình, biểu dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thị trấn Tân Châu Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tại ngày hội, các đại biểu được nghe đại cương tuyên truyền ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc qua đó khẳng định vai trò của quần chúng nhân dân quyết định đến sự ổn định chính trị đất nước và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hiện tại, thị trấn Tân Châu đang duy trì và thực hiện tốt ba mô hình như mô hình dẫn động toàn dân tham gia tố giác truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư, nhóm gia lô tuyên truyền phòng chống tội phạm, mô hình tổ xe ôm taxi thị trấn Tân Châu tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Các mô hình đã cung cấp cho công an được nhiều tin tố giác tội phạm có giá trị, qua đó đã triệt xóa được hai tụ điểm đánh bạc, bắt 7 đối tượng. Ngày 24 tháng 8, Công an thành phố Tây Ninh triệu tập nhóm thanh thiếu niên ẩu đã đánh nhau trong đêm vì nghi bị nhìn đẻo, khiến hai thanh niên thương tích. Khuya 22 tháng 8, Ngô Thuần Hậu, 19 tuổi, ngụ xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, đang nhậu trong phòng trọ ở xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, cùng 9 người bạn. Trong số này có Nguyễn Hưng, ngụ Tây Ninh, Nguyễn Thị Yến Nhi, cùng 19 tuổi, ngụ Bến Cầu, Nguyễn Văn Long, 17 tuổi, ngụ Khánh Hòa. Sau đó, Nhi đi cùng một bạn nữ để mua thêm đồ ăn. Khi đến quán 24 giờ nằm trên đường Nguyễn Trãi, thuộc địa bàn khu phố 7, phường 3, thành phố Tây Ninh, thì gặp nhóm của Lê Đặng Duy Tân, 18 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh, cùng 6 người bạn khác đang ngồi ăn tại quán. Trong lúc mua đồ ăn, nghi ngờ nhóm của Tân nhìn đẻo mình, nên Nhi đã về kể lại cho các bạn nhậu trong phòng trọ nghe. Nghe bạn gái kể bị nhìn đẻo, cả nhóm thanh niên liền mang theo ba cây mã tấu cùng đi trên bốn xe máy đến quán gặp nhóm của Lê Đặng Duy Tân. Tại đây, hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, công an thành phố Tây Ninh đã nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra. Chỉ sau vài giờ, tất cả những người liên quan đã bị công an thành phố Tây Ninh triệu tập lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Hiện công an thành phố Tây Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Quý khán giả thân mến, điểm tin an ninh trật tự kỳ này xin được khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại